Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Sáng sớm nay dậy mình đã nhắn tin cho bạn mình hỏi xem ba mẹ con nhà Hunter Liam có kế hoạch gì không. Thì hẹn gặp nhau ở cái chỗ công viên mà có nhiều chỗ leo trèo ấy. Hunter hôm nay đi học nên là sẽ chỉ có em Liam ra chơi với sói Trích thôi. Xì xì cái gì hả con? Từ sáng đến giờ em Trích dậy là cứ thế này thôi. Chỉ muốn mẹ bế, không muốn thay đồ. Anh sói. Wow, Rafi, can you show mommy? Dạ. Sói tự viết cái tên của cái chương trình hoạt hình mà em xem đây. Blippi, woohoo. Trời nóng, nắng lắm luôn ấy. Hôm nay có mây nhá. Chắc sắp mưa rồi. Vì mấy hôm nóng quá. Bể bơi nhà em nước sạch trong veo trong vắt. Để chiều nay hai anh em lại xuống bơi nhá. Nhá. Joey. Em chào đây. Hả? Em chào đây. Ôi dồi, nhắm mắt. Nhanh nhắm mắt. Để mẹ xịt kem chống nắng nhá. Xịt chống nắng nhá. Xịt chống nắng trước khi ra ngoài nào. Green. Em làm gì đấy? Em hát đi mẹ nghe, hát. Twinkle twinkle little star. Múa thế nào? Tay đâu? Tay múa thế nào? Không biết là em muốn gì nữa. Chỉ muốn mẹ bế là thế nào nhỉ? Đến cái tuổi à? Đến cái giai đoạn nào? Ui dùi ui. Tí gì chiều dãi. Hả? Đi chơi nhá. Đi chơi nhá. Cái gì cơ? Cái gì con nói gì? Anh sói đâu? Rafi đâu? Thì thầm cái gì Rafi đâu? Nhất định không thì chúng không chịu thay đồ ngủ ra. Mẹ em lấy váy ra em không chịu. Bình thường cứ sáng dậy là em pretty pretty. Tự lấy váy xong mẹ ơi. Pretty pretty. Hôm nay không chịu. Hôm nay trở trời. Rafi đâu? Rafi đây. Batman. Rafi, we need some sun cream before we go out, hey? Kim chó. Hả? Kim chó. Cái gì? Sun cream á? Yes. Yes. Chống nắng nhá. Xịt chống nắng. Nhá. Nhá. Ba mẹ con đi ra ngoài đi chơi xong mua đồ ăn trưa về cho ba nhỉ? Ba chị. Xấu tính hai cái lông mày cũng cau lại. Thả đưa đây cho mẹ nào. Come on. Rafi, you can wear your shoes on if you want. You can keep your shoes on. Come on. Yeah. Em ra chỗ trèo quen thuộc của em à. Go. Em mặc đồ ngủ dễ trèo nha. Yeah. Go.
Thở dài. Hi. Em tuôn xuống đi. Nhanh nhanh nhanh. Bay. Em bay xe ô tô à? Xe ô tô đi ở trên đường em bay bay à? Bay. Ui. Em tuôn xuống. Ui. Wow. How about this? Wow. Can you walk cross without holding on anything? That's a challenge. Trời nắng nóng lắm. Có mấy cái trò chơi ở ngoài nắng không có bóng râm ấy, nó bị nóng. Sói chích không chơi được. Mẹ em cũng đang ngồi xích đu đây. Có gió thì mát. Em chích đã trèo lên cái bập bênh rồi. Em treo cẩn thận nhá. Con phải ngồi một bên này, xong anh sói ngồi một bên thì mới bập bênh được. Một bên kia bị nắng, bị nóng. Đây. Nào thế con ngồi xuống. Ai chắc là để quên cái áo ở đây này. Rồi, thế. Nhưng mà bên này nóng lắm. Ui, bên này nóng lắm. Nào để mẹ ngồi đây. Ok. Ready. Ui. Ui. Mẹ chịu hy sinh ngồi nóng để bập bênh cho em. Ui. Zoe. À. Hay dạ. Nữa nhá. Ui. Ui. Thích nha. Chán. So với chích ra sờ sờ. Mấy cái kia thấy nóng quá. Không chơi được. Chứ bình thường mà không nóng là hai anh em lại ra đấy trèo đấy. What are you doing? Anh sói đang trồng cây chuối lộn tùng phèo ở đây. Tóc. Ôi dồi ôi. Cát dính hết vào tóc rồi con. Raffy. Sand on your hair. Raphael. Tóc nhuộm cát. Look. Oh my god. Oh. Oh, sand on your hair. Look. Em cũng định làm giống anh sói á, cũng định lộn tùng phèo giống anh sói á. Ôi cút kít cút kít cút kít cút kít cút kít. Chích làm sao đi qua cái dây đấy được con. Tay con đã bám được đâu. Hai anh em về đến nhà lấm lem hết mặt mũi chân tay quần áo. Mình tắm cho hai anh em. Ăn trưa rồi bây giờ đang ngồi xem tivi một tí. Sau đấy là đi ngủ trưa thôi. Còn ba em đang có meeting. Nên là mẹ em phải để cho hai anh em xem phim hoạt hình. Hai anh em im im. Để ba em meeting, ba em họp. Hai anh em hôm nay đi chơi ở ngoài công viên nóng như thế, mệt như thế. Lên đến xe em chích mè nheo. Một tí xíu thôi là em nhắm mắt em ngủ. Thế mà về đến nhà em tỉnh dậy một cái, ngồi ăn trưa xong là em chơi đến tận bây giờ luôn, cả sói cả chích. Bây giờ là 3 rưỡi chiều mà không có dấu hiệu là muốn đi ngủ hay gì cả. Mẹ em thì cứ díp mắt vào từ cái lúc đi ngoài công viên về. Mình vừa mới lại lôi hai anh em đi ra ngoài đường để chơi đấy. Bây giờ về mặt mũi kìa. Mặt mũi kìa. Đỏ như quả cà chuối. Về cái nóng là lại ăn popsicle. Icicle.
Nằm 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 nằm. Ngon không? À à. Em ơi. loang quang thế. Rafi, come here, Rafi. Rafi, come here, show mommy. How can you spell your name? Come here. Come on. You can do it. Spell your name. What is this? Yay! How about Zoe's name? Yay! How about Zoe's name? Like this one. Oh, daddy, that's cheating. Yay! And we need to make your name. Yeah. And daddy name, yeah. Can you write your name? Can you rewrite your name or Zoe name? Con viết lại tên con hoặc là tên em trích được không? No. Please. I'm going to my Zoe name. Yeah, can you do it? Yeah. Okay, show mommy then. Go. Show mommy. Tóc xói. Nào. Xói viết lại tên em trích nào. Okay. Yeah. What else? That's the Z. Wow. Good job. Next. The last one. Wow. Did you see that? Yeah. Viết tay trái ba em đang sung sướng lắm. Tay trái giống ba. Okay. Can you write Bleepy? Yeah. Please. Okay. Còn cái chữ này, cái tên này là tự em học nha. Em xem chương trình TV. Cái tên của chương trình chương trình trẻ con đấy là chữ B đấy, B. Wow. Next. Too long. Next. Tiếp đến là chữ gì con? P. No. Bleepy. Hi. With a dot. Yay. What else? That's blee. Jessie. Yay. Wow. That's your name. Yeah, that's your name, Zoe. What else? Wow. And? Pee-pee-pee-pee, I forget to. Okay, you forget. Okay, pee-pee. Hello? Zap. 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 Oh. And dot. Yay! Well done, Rafi. That's looking awesome. Wow. Good job. Good job. Đấy, anh sói đã viết được tên em chick này. Viết được tên chương trình TV show này. Blippi. Viết tay trái này, giống ba này, ba thích quá. Zoe. Ăn xong đưa cho mẹ cái que. Go 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 Zoe, go go go. Em cưỡi ngựa trong nắng chiều. Em cưỡi ngựa trong nắng chiều à? Go go go. Go 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 monkey go go go. Wow. Ôi giời, ngựa vẫy đuôi. Ui 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 ui. Yeah, the pool's very blue. Ba em hôm nay nghỉ làm sớm, đưa hai anh em ra công viên chơi đây.
lâu lắm rồi bà Sáu Trích không không có thời gian để đưa hai anh em đi ra ngoài chơi ấy. Đỡ nóng rồi, có gió rồi. Zoe, look, Dad, look. Zoe, come on, girl. Hello, come on. Slide down. Come on. Bình thường em ngồi em trượt được mà. Sao nay không muốn trượt à? Hả? Wow, Rafi. Wow. It's hot, Dad. Hot, Dad. Go, Rafi, go. Ba giải cứu. Ba giải cứu em. Come on, Rafi. Go. Yee-hee! You did it. How about Zoe? Wee-hee! Can I go to the monkey bus? Yeah, you can give it a try. This one's pretty dangerous. Yeah. No, you can give it a try. You can't, Zoe. You can't. Too high. Too high. Yeah, too high. Go on a slide. Go. Where is she? Come on. Come down to mommy. Whee! Wanna go on a swing? Ouch. No? No swing? Leg over, it's a bit hot. Woohoo! Is that hot? Dad, look. Brim. On a swing? Go, Zoe, go. Woohoo! Trèo đi, nghịch đi cho mệt đi con. Tôi nên ngủ sớm. Go. Do you need help? Ask Daddy, please. Ba ơi. Ba. Cứu con với. Cứu Trích với. Ba. Dad. Help. Zozo want help. Zozo want Daddy help him. Want Daddy help. Raphael, let's go. Yeah. Sinana Papa? We go Sinana Papa. We go Sinana Papa. I need a big big gun. Yeah. Mm-hmm. And Oliver, we have this gun. That's the time. Follow Daddy. What's that noise? Is that the frog or the big bird? Huh? Yeah. Chồng em Trích kìa nhảy trên giáo chứ. Hop! Hop little bunny, hop. Ba Sở Trích đang nói chuyện với bác hàng xóm. Bây giờ vào nhà. Cái chỗ này là chỗ cửa bên cạnh nhà Sở Trích. Chắc là mọi người nhìn cái góc này lạ quá. Vào nhà bây giờ là Sở Trích sẽ xuống bơi này. Mẹ em cho đồ ăn tối vào lò nướng. Bơi xong lên là có đồ ăn tối. Tắm giặt, hai anh em đi ngủ sớm. Tối nay ba mẹ em ngồi xem phim, uống bia, ăn cánh gà nướng cay. Và mẹ em dừng luôn vlog ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Mùa hè nên là ngày kéo dài quá thôi. Bye.